Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lên một cái video clip giới thiệu về một cặp loa của Bose. Một cặp loa rất là đẹp để trước mặt các bạn ha. Đây là dòng loa Bose 2.2 Series 2 nha các bạn. Thì các bạn có thể biết ha, dòng Bose 2.2 thì nó cũng tương tự như dòng Bose 201. Và cái đời mà nó cao hơn, nghĩa là Bose 4.2, thì nó sẽ đi song song với cái đời là Bose 301 nha các bạn. Thì với những cái dòng loa Bose 4.2 thì giá thị trường nó rất là cao nha các bạn. Nó cao còn hơn cả những dòng loa Bose 301 Series 3 nữa ha. Giá nó rơi vào khoảng là trên dưới 15 triệu nha các bạn. Có nơi bán 16, 17 triệu một cặp nếu mà đó là cặp vân gỗ ha. Rồi, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cặp loa Bose 2.2 ha, thì Series 2 thì nó sẽ cùng phân khúc với cái đời là thiết kế ha, cùng cái thiết kế với cái dòng Bose 201 Series 3. Tuy nhiên dòng 2.2 thì nó là đời cao hơn dòng 201 Series 3 nha các bạn. Thì cái cặp hôm nay là một cặp vân gỗ về trong một tình trạng rất là đẹp. Đây là hàng về trùng cặp ha. Thì video này mình sẽ lần lượt giới thiệu các bạn về ha, ngoại hình, thông số kỹ thuật và tháo mở bên trong của loa, kiểm tra xem cặp loa này có còn zin hay không. Và sẽ có một số cái clip test nhạc và karaoke trên cặp loa này ha. Đó. Rồi, thì video này nó sẽ khá là dài nha các bạn. Nếu bạn nào quan tâm dòng loa này thì các bạn có thể tham khảo video này, nó khá là dài. Thì mình sẽ cố gắng cung cấp cho các bạn những cái thông tin đầy đủ nhất về dòng loa này ha. Và cũng như về cặp loa để trước mặt các bạn ha. Còn bạn nào mà thấy tốn thời gian thì các bạn có thể bỏ qua ha. Rồi, ok, bắt đầu. Mình sẽ bỏ cái loa nó xuống đất rồi mình sẽ tiến hành mổ xẻ các chi tiết về dòng loa này. Và chính xác cặp loa này luôn. Ok, mình sẽ tiến hành đi vào cái ngoại hình và cũng như thông số kỹ thuật của cặp loa này nha các bạn. Rồi, đầu tiên ha, đây là cặp loa khi mà mình bỏ xuống dưới các bạn ha, một số ánh đèn nó gọi rõ vào. Thì chúng ta có thể thấy được cái độ đẹp ha, sắc nét, góc cạnh của cặp loa này ha. Rồi, đây là phần mặt trên nha, mặt trên của dòng này. Vân gỗ rất là đẹp, mọi thứ liền lạc nha các bạn. Đây, vân gỗ ha. Cạnh mặt trước rất là đẹp. Ê căng này là không có một bất kỳ cái vết xước nào hết các bạn. Ê căng liền lạc rất đẹp ha, không bị xước, không bị lủng. Đặc biệt logo của dòng này á, là cái chữ logo Spo các bạn, là nó ánh vàng nha các bạn. Logo nó ánh vàng. Nó khác với những dòng khác là cái logo nó là màu trắng bạc nha các bạn. Còn cái dòng này thì logo của nó màu ánh vàng. Rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng ha. Đó. Ê căng của nó thì nó bo tròn ha, nó bo tròn. Bên này ha, bên kia nó sẽ bo tròn theo cái hướng đối diện lại nha các bạn. Đó. Rồi, góc cạnh rất đẹp luôn này. Rất là đẹp ha. Đây, quay sơ các bạn có thể được thấy cái độ đẹp ha. Cặp này là về nguyên bản nha các bạn, chưa qua chỉnh sửa hay dặm tuốt gì cả. Nghĩa là đây là một cái nó nguyên bản các bạn. Thùng cặp này về vận chuyển rất là tốt ha, không có bị cứng ngớp gì hết á. Các bạn nhìn những cái lắc cắt ha, những cái lát cắt của cái cặp loa này các bạn ha, nó rất là đẹp nha, chứ không có dấu hiệu bị bể hay là bị bể, bị mẻ rồi dặm tuốt lại nha các bạn. Các bạn nhìn những cái lát cắt nè, nó rất là đẹp ha, rất là đẹp đó. Rồi, tương tự cái thằng còn lại ha, rất là đẹp nha các bạn. Rồi, sẵn mình quay số series ha, thằng này là 133536 ha, và thằng này 133537 nha các bạn. Đó, trùng series ha. Nghĩa là series liền kề, nghĩa là trùng cặp nha các bạn. Series liền kề, trùng cặp. Đó. Rồi, đẹp góc cạnh nha các bạn. Đẹp góc cạnh. Đó. Rất là đẹp. Cặp này nếu mà anh em nào khó tính thì chắc cũng khoảng là 98-99% nha các bạn. Nghĩa là không thể nào tuyệt đối như mới, nhưng mà dòng này là khoảng phải trên 95%. 98-99 ha, nếu mà không nói quá. Rồi, thì cái tem ha, model Bose 2.2 Series 2 nha các bạn. Một cái câu rất là quen thuộc của hãng Bose, nó kêu chúng ta tham khảo vào cuốn sách hướng dẫn của Bose để cho một cái cách cài đặt và hoạt động theo đúng trình tự và đúng thông số của nó ha. Gọi nó ghi là gì? Thích hợp với amply hoặc receiver có công suất từ 10 tới 120W một kênh ha. Trở kháng của cặp loa này là 8 ohm nha các bạn, rất là dễ ghép amply ha. Và theo tiêu chuẩn IEC thì công suất của nó là 60W một kênh ha, là 120W một cặp ha. Rồi, cái số series mình đã ghi cho các bạn xem rồi ha, đã đọc cho các bạn nghe rồi. Rồi, dòng này thì chắc chắn là được thiết kế tại Mỹ và lắp ráp tại Mexico ha. Đó. Rất là đẹp. Tương tự cái mặt còn lại nè, rất đẹp luôn nha các bạn. Vân gỗ rất là đẹp, rất là sang trọng.
những cặp thế này rất là khó mua các bạn ha, rất là khó mua và rất là khó săn ha, tại vì nó rất là đẹp đó. Rồi tiến hành mình lật phía lên phía trên nha các bạn, lật lên phía căn. Rồi tổng quan mé trên quay cho các bạn xem ha, đây mọi thứ góc cạnh rất là đẹp, chưa qua chỉnh sửa, chưa qua giảm tuốt hết các bạn. Rồi mình tháo e căng ra các bạn ha, e căng đây, quay kỹ cho các bạn xem rất là đẹp đó, logo bộ ánh vàng ha, rất là sang trọng nha. Rồi thì bên trong nó là xương của nó là xương bằng nhựa các bạn, là lưới vải. Cái này mà nó dơ thì các bạn giặt lại lâu ngày nó bụi đóng các bạn ha, các bạn đem nhúng xà bông các bạn giặt lại là nó mới tinh thôi ha, không thành vấn đề ha. Đây tương tự cái còn lại nha các bạn, rất là đẹp, khung xương chắc chắn ha. Ở đây nó có một cái số lớp keo nó lem lem các bạn thấy không, thì mình đã giới thiệu rất là nhiều trên kênh mình ha. Những dòng lo bô xịn thì nó sử dụng xuyên suốt một cái lớp keo này để nó dán ngay căng nha các bạn. Những dòng 301 series 2 3 4 5 gì đó ha, 201 series 2 series 3 series 4 series 5 đó, một số dòng Bose 101, Bose VF 100 đều nó sử dụng những cái keo lem lem thế này nha các bạn. Đó, nó xuyên suốt từ rất là nhiều cái series và rất là nhiều cái model của hãng Bose nha. Đó. Rồi thì đây là cái phần màn loa bass và màn loa jack các bạn. Thì mình sẽ lần lượt quay cụ thể như sau. Rồi, đầu tiên là loa jack nha các bạn. Cái phía bên tay trái ha. Các bạn nhìn cái mũi loa nè. Đó. Thông thường những cái dòng loa sử dụng nhiều ở Việt Nam nó sẽ có lớp bụi đóng rất là dày ở đây nha các bạn. Đó, các bạn nhìn con này ha, lỗ mũi loa và những cái lớp keo ở đây còn rất là mới ha, mày nó có một đời lỗ mới rất là đẹp ha. Tương tự cái chép phía bên này. Rồi tới phần loa bass ha, phần loa bass đây, bass 16 gân vải nha các bạn, màng giấy ha. Đó, dĩ nhiên loa trùng series cho nên màng của nó trùng màu rất là đẹp nha các bạn, màng trùng màu ha. Rồi chúng ta cùng xem từng cái lớp keo đây nha các bạn, từng cái lớp keo. Đó, do cái ánh đèn cho nên lớp keo nó sẽ thay đổi khi mà mình di chuyển cái camera ha. Đây, một số anh em nói quay thấy cái lỗ mũi là lo nhái, không phải nha các bạn, nó tùy ánh đèn. Nghĩa là cái góc này các bạn không thấy nè, còn góc này các bạn sẽ thấy ha. Và vả lại thì lo nhái nó vẫn chưa nhái cái dòng bô 2.2 series 2 này cho nên các bạn yên tâm ha. Rồi, thì lo nhái các bạn nhìn không thể nào mà nó được đẹp như thế này ha, các bạn nhìn từng cái lớp keo nè, từng lớp keo nè, đó rất là đẹp ha. Đó, rồi con này thì ốc vít chưa tháo nha các bạn, ốc vít chưa tháo, mình quay sơ cho các bạn xem tổng quan nè, ốc vít chưa có dấu mở ha. Đó, đây ốc vít chưa có dấu mở, đó rất là đẹp. Rồi để mình lấy cái tua vít mình vặn cái củ bass và củ chép ra ha. Ok ha, mình đã tháo ra xong 16 con ốc vít nha bạn, 16 con ốc vít ha. Thì cho là 4 củ lo ha, củ bass và củ chép. Rồi, tổng quan các bạn nhìn nè ha. Đồng điệu rất là đẹp nha. Rồi, đầu tiên phần củ bass nè các bạn. Củ bass sườn đen ha, củ bass sườn đen. Rồi, chúng ta cùng xem số series. Hơi ngược nha. Ngày 15 tháng 12 năm 92. Thằng này cũng là 15 tháng 12 năm 92 các bạn. Đó. Cái củ bass cái miếng mà nó chụp cái củ 500 các bạn ha, bảy màu rất là đẹp, những cái dòng đời đầu nó làm bảy màu rất là đẹp ha. Rồi sườn là sườn kim loại nha các bạn, sườn kim loại và sườn đen ha, sườn đen, những cái dòng sườn đen thì được đánh giá rất là cao trong các đời sản phẩm của Bose. Rồi tiếp theo chúng ta cùng kiểm tra cái dây quấn, các bạn thấy những cái mối nối dây quấn nó tròn đều rất là đẹp ha. Cam kết các bạn là lo này mình là người đầu tiên tháo ốc và cũng như là chắc chắn là những cái củ lo này chưa bao giờ bị tháo ra khỏi thùng lần nào. Các bạn nhìn những cái nếp quấn tròn đều rất là đẹp trên cái hai củ bass này ha. Rồi, rất là đẹp. Rồi, sẵn phần củ bass mình quay sơ luôn ha. Đây, các bạn nhìn ha, nó ống ánh bảy màu bóng lóng này bạn ha. Khi mà xoay tới xoay lui ha, bóng lóng rất là đẹp. Đây, một cái phần nhện lo ha, rất là đặc trưng của Bose. Đó, để coi thằng này nó có mã số gì không. Đây, trong đây nó có cái mã số. Đây nha các bạn, đó có mã số bên trong ha, bên trong màng loa. Đó. Rồi, đây là cái nếp và cái miếng cao su ha, cái miếng mớp nữa nó đệm vào cái thùng loa nó vẫn còn y nguyên nha các bạn.
Rồi tiếp theo cái này, cái này là cái dính vân tay mình nha bạn, đây dính vân tay mình ha, đây từng chi tiết đường nét rất là đẹp ha, đó các bạn có thể nhìn kỹ ha, cái phần từ nó rất là dày nha các bạn, phần từ rất là dày đó. Rồi các bạn nhìn ha, những cái lát cắt nè, lát cắt của thùng nè, cực kỳ đẹp luôn đó. Rồi tiếp theo tới phần lò chép ha, lò chép thì cái màn quá trời mới luôn. Rồi lò chép này thì mình quên bật flash rồi, các bạn nhìn kỹ ha giùm mình ha, đây cái mối nối dây quấn của dây của cụ bass nè. Tiếp theo cái cụ bên này, cụ bass này cái dây nó ngắn ở trong, nó xoắn lại ở trong, nó xoắn lại cho nên ở cho nên chỉ tháo được tới đây thôi bạn. Đây ha các bạn nhìn nè, cái mối nối dây quấn cụ chép rất là tròn đều ha. Rồi tiếp tục mình đi sâu vào bên trong một thùng đó ha, một thùng thôi. Bên trong bên đây nó sẽ có một cái bông tiêu âm, để mình rút ra hết đi. Đây. Bông tiêu âm ha. Đó. Rồi. Bên trong nó có cái gì? Đầu tiên cái cọc lo nó sẽ nối vào một cái tụ là dây chi kênh ha, tụ dây chi kênh. Rồi. Cái phần ga của bass này bạn ha, cái nối mối nối dây quấn này chưa bao giờ tháo ha, đó, chưa tháo. Rồi, tiếp theo thì nó sẽ có cái phần dây màu đỏ, chắc là dây của lo ga lo chép các bạn. Bên trong này nó sẽ có một cái cuộn dây ha, cuộn dây ở đây. Đó, cuộn dây ở đây. Phía dưới đây nó là cái gì đây? Một cái miếng dây dây bạc nha bạn, một miếng dây bạc. Rồi. Rồi, tiếp theo là nó sẽ đi ra cái lo chép nha bạn, lo chép. Thì cái phần tầng của Bose thì nó làm rất là đơn giản ha. Bose nó làm phần tầng rất là đơn giản. Không có cầu kỳ, nhưng mà chất âm ra rất là tuyệt vời ha, rất là hiệu quả nha các bạn. Đó. Rồi, ok, tiếp theo là ok để mình xoay lại mình quay cái đường nó ra lo chép ha. Ok ha, mình xoay lại đây. Quay vào bên trong. Đây cái cuộn dây này nó quấn tròn đều nha các bạn. Đó thì cho nên cái lo chép ở đây là nó đây. Đây bên trong lo chép nha các bạn ha. Các bạn có thể coi lại cái phần mã số của lo chép và cũng như là cái mối nối dây quấn nha các bạn. Đó, mối nối dây quấn. Cuộn dây này chưa bao giờ tháo ra ha. Đó. Phần tầng rất là đơn giản nha các bạn, rất là đơn giản. Rồi còn một chi tiết nữa nha các bạn, còn một chi tiết nữa đó chính là bên trong thùng nó còn có cái số seri ha. Rồi các bạn có thể thấy ha, Bose 2.2 seri 2 nha các bạn. Thì đây hai cái mã số ha, các bạn nhìn ha, đối chứng ha. Thì các bạn có thể 133 ha, 537 nha các bạn. Rồi thằng bên đây 133 ha, 536 nha các bạn. Một thằng mình là 133, 536 và một thằng là 133, 537 nha các bạn. Đó. Rồi ok. Rồi ok ha, thì đó là cái phần nội thất nha các bạn, kiểm tra một bên được rồi, các bạn nhìn xem cái màu ống ánh rất là đẹp đấy đó. Rồi tiến hành mình sẽ lắp vào ha và tiến hành test nhạc nha các bạn. Ok ha, mình để tạm hai chiếc lo lên hai cái bục gỗ nha các bạn, thì mình để dựng đứng lên ha để tiết kiệm thời gian và cũng như không gian các bạn. Thì để có một cái cấu hình mà bố trí lo mà nghe nhạc hợp lý nhất ha, thì các bạn để những cái phần lo nó sẽ phần mặt lo các bạn sẽ hướng về ngang tầm lỗ tai của chúng ta, và cũng như là khoảng cách giữa hai lo là tối thiểu là 2.5m, thì khi đó các bạn sẽ nghe được rõ các hiệu ứng của stereo hơn nha các bạn. Đó thì video này thì chỉ test nhanh thôi cho nên mình cũng để cái lo để tạm thôi nha các bạn. Đó. Rồi ok, thì để trải nghiệm cái chất âm mà nó có thể các bạn có thể trải nghiệm được chất âm mà rõ ràng nhất thì bạn nào có tai phone thì các bạn đeo tai phone tai nghe vào ha, tại vì cái dãy cái lo TV ha, và cũng như cái lo điện thoại của chúng ta, lo máy tính bảng thì nó sẽ không có thể tái tạo được đủ cái dải chất âm ha. Rồi thì đầu tiên là một cái bài hát theo phong cách nhạc remix ha, để chúng ta xem cái phần dải bass của dòng lo này đánh vẫn rất là ok ha, đậm chất của Bose nha các bạn.
bass vẫn rất là hay nha các bạn, đánh rất là lực ha, tròn sâu đậm chất của Bose nha các bạn. Rồi tiếp theo là một cái bài hát phong cách trữ tình nhạc sống. Cái phần nhạc cụ đánh rất là hay, các bạn có thể nghe được ha, tiếng bass sâu lực và tiếng chép thì nó nhảy tanh tách rất là hay nha các bạn, và dãy mic vẫn rất là chọi ha, các bạn đeo tai nghe các bạn sẽ thấy được cái độ hay khi nó đi qua cặp loa này nha các bạn. Và dĩ nhiên nghe ngồi trước mặt cặp loa này thì nghe giống như là nó cực kỳ sống động nha các bạn, rất là sống động. Rồi một bài hát tiếp theo cũng phong cách trữ tình nhạc sống luôn. Khá là ồn các bạn, thì nói chung cũng ảnh hưởng một phần tới cái bài test nha. Rồi tiếp theo một cái bài hát tình ca phòng trà ha. Những cái dòng loa này các bạn để trong phòng ngủ, phòng khách các bạn ban đêm bạn nghe những bài hát trữ tình phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn ha. Một cái thiết kế rất là vintage ha, thiết kế cổ điển ha, và chất âm thì cực kỳ ngọt ngào. Ok, nó hơi ồn các bạn, xe máy nó chạy hơi ồn. Cho tôi còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới, xin giã từ ngày tháng dòng chơi, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm đông đông, tôi yêu người bằng nỗi nghiệt quá, không than vãn và không trách oan. Cho tôi chọn một kiếp đam mê. Ôi, tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi anh run nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ kín nơi đó là thời
sạch sẽ nha các bạn, cực kỳ sạch sẽ. Mặc dù mình đang test với một cái con Amri karaoke nha các bạn, đang test với con Amri Boston ha, 3 số 9 đó, một con Amri Hàn Quốc thôi, dòng chuyên karaoke chứ không phải là dòng chuyên nghe nhạc nữa. Bộ loa này các bạn ghép với những cái dòng lo, những cái dòng Amri chuyên nghe nhạc thì của Nhật Mỹ phải nói là tuyệt vời ha. Đó. Rồi thì bây giờ sẵn mình đang ghép với một cái con Amri karaoke này ha, thì mình sẽ tiến hành cắm mic và test một cái bài hát karaoke trên cặp loa này luôn nha các bạn. Rồi. Alo. Rồi, ok, tiếp theo mình test một cái đoạn karaoke ngắn trên cái cặp loa Bose 2.2 Series 2 này ha. Một cái đoạn nhạc karaoke ngắn để các bạn có thể trải nghiệm. Dòng này thì nói chung karaoke rất là tuyệt vời ha. Trong không gian phòng nhỏ thì các bạn có thể chơi thoải mái, các bạn có thể ghép thêm một chiếc súp điện ha. Còn cấu hình này nãy giờ mình test những cái bài nhạc vừa rồi ha. Và tiếp theo là bài karaoke này thì nó sẽ không bao gồm súp nha các bạn. Đó, chỉ một cặp loa Bose 2.2 này mà thôi. Ok. Phúc trong tâm vơi đã không còn tới khi vắng em trong đời. Đến chân trời mới vẫn từ một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tình yêu gian vơ. Rồi thời gian xóa mờ, mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệp ngã, số cũng ta miệt mài. Một bước chân chưa ngã đã trôi thật sai, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã ha. Thì mình là cái giọng dạng giọng gió nha các bạn ha. Giọng gió đó thì hát vẫn cảm thấy rất là nhẹ nhàng ha, rất là nhẹ nhàng. Thì các bạn hát cái bài hát mà nó cái phần echo của nó vang vọng á thì không phải là echo vang nhiều và do lo hay vậy các bạn, không phải ha. Echo là do chúng ta chỉnh vang cơ, vang số, chúng ta chỉnh những cái bộ effect của mixer, hoặc chúng ta chỉnh cái những cái nút echo ở trên cái amply thôi ha. Còn cái cặp lo hay á là nó sẽ cho ra cái dãy mic đẹp. Dãy mic đẹp là tiếng hát của các bạn nó sẽ trong trẻo và nó rõ ràng ha. Thì Bose luôn có một cái thế mạnh là dãy mic rất là đẹp các bạn, dãy mic rất là đẹp, cho nên karaoke và nghe nhạc rất là tuyệt vời. Thì nói gì đi chăng nữa các bạn, trong một cái bài hát, cho dù các bạn nghe nhạc hay là các bạn karaoke, thì cái dãy mic, cái giọng hát vẫn là số 1 ha, vẫn là ưu tiên số 1. Dĩ nhiên sẽ có một số bạn thích bass drop, nhưng mà các bạn nghe càng lâu thì cái dãy mic nó vẫn là số 1, vẫn được ưu tiên nhất trong nghe nhạc hoặc karaoke ha. Các bạn nào nghe những bài hát hay những ca sĩ nổi tiếng hát thì bạn chủ yếu và bạn chú ý vô cái giọng hát của ca sĩ ha, cái sự truyền cảm của ca sĩ. Còn khi các bạn karaoke thì thật ra các bạn cũng chỉ đa phần các bạn sẽ chú ý vào cái giọng hát các bạn nhiều hơn cái giọng tiếng nhạc ha. Đó là lý do tại sao giọng Bose thì nổi tiếng khắp thế giới và cũng như là được rất là ưa chuộng ở thị trường Việt Nam trong lĩnh vực karaoke gia đình ha. Rồi, cho mình tắt cái mic. Rồi, ok các bạn. Đó thì một vài cái video clip test nhạc và cũng như karaoke ha, cũng chiếm khá là nhiều thời gian. Video này thì cái lý do cặp này nó khá là đẹp các bạn. Dòng Bose 2.2 thì nói chung chất âm rất là tuyệt vời. Cho nên mình cũng cố gắng là làm video khá là dài ha. Đó.
Rồi thì phần cuối ha, về giá bộ này ha, giá cặp loa này thì mình có để dưới phần tiêu đề ha, dưới phần bình luận nha các bạn. Các bạn bấm xuống phần bình luận, cái phần mô tả cái video các bạn xem ha. Đó. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo. Bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như để xem nhiều video clip mới. Đừng quên nhấn nút chuông để không bỏ lỡ các video clip lần sau nha các bạn. Các bạn Zalo với mình qua số điện thoại Zalo hiện trên màn hình để tiện cập nhật về các sản phẩm ha, và để tiện trao đổi ha. Vì lý do công việc thì mình rất ít nghe máy mà các bạn thông cảm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.